Chủ động tìm đầu ra cho nông sản chủ lực là quả vải thiều. Ngay từ đầu năm, tỉnh Hải Dương đã chuẩn bị nhiều phương án hỗ trợ tiêu thụ vải thiều nhằm hạn chế tối đa những ảnh hưởng của dịch COVID-19. Năm nay là một năm quả vải của Thanh Quang, Thanh Hà, Hải Dương được lên sàn giao dịch và được rất nhiều bạn bè quốc tế biết được. Thì chúng tôi rất là phấn khởi vì cái quả vải của chúng tôi đã được trong và cả ngoài nước, nhiều nước biết được. Và chúng tôi rất là muốn kỳ vọng là quả vải của chúng tôi sẽ được đi tất cả những các nước và được mọi người tin yêu và tin dùng. Đây chỉ là một trong rất nhiều cách thức mà Hải Dương đang nỗ lực triển khai thực hiện, không chỉ với quả vải mà với rất nhiều nông sản đặc sản nổi tiếng khác của địa phương. Nhờ các hình thức kết nối tiêu thụ mới, nhiều nông sản đã đến tay người tiêu dùng với chất lượng tốt nhất và không rơi vào cảnh được mùa mất giá. Việc tiêu thụ vải thiều Thanh Hà nói riêng và nông sản của tỉnh Hải Dương nói chung đã đạt được rất nhiều kết quả đáng khích lệ. Sản phẩm vải thiều Thanh Hà đã có mặt ở hầu hết các tỉnh, thành phố trong cả nước và đã được xuất khẩu sang các thị trường lớn như Nhật Bản, Mỹ, Úc, Trung Quốc và nhiều nước khác. Bộ Công Thương luôn coi trọng công tác hỗ trợ địa phương và doanh nghiệp trong sản xuất lưu thông và tiêu thụ hàng hóa là nhiệm vụ trọng tâm. Chính vì vậy, Bộ đã thực hiện nhiều chương trình và phối hợp chặt chẽ cùng với các bộ ngành, đặc biệt là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, phối hợp với các địa phương, các tổ chức quốc tế, các hiệp hội ngành hàng và doanh nghiệp triển khai nhiều giải pháp đồng bộ thông qua hoạt động kết nối cung cầu tiêu thụ trong nước cũng như là hoạt động hỗ trợ xuất khẩu. Cùng với Hải Dương, Bắc Giang cũng là địa phương điển hình đang chịu nhiều ảnh hưởng trong quá trình tiêu thụ vải thiều khi dịch bệnh COVID-19 hoành hành. Tuy nhiên, bằng cách thúc đẩy đa dạng kênh phân phối, địa phương này cũng đã khắc phục được khó khăn do dịch bệnh, khơi thông đầu ra cho quả vải. Những bước đi linh hoạt như thế này là phương thức tiếp cận phù hợp, thực hiện mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế.